Mà. Ui, cái áo gì mà bạc phách nghe, lủng lủng nghe, áo xù lù biết cỡ này, tem tác cái vớ va vẩn, bán tận 2m5. Ủa, chú rút rồi. Em đây. Không những thế nhá, em còn nhiều cái mét nó dài hơn nhá. Anh đi theo em. Giời đất ơi, Metallica này, Persa này, Rolling Stone này, ui gan này, The Beatles, Van Halen này, mấy cái này ấy nó dài. Anh mà không thích áo hình in nhá thì anh đi đây, anh mua cho cả nhà anh quả đồng phục undercover này cho em nhá. Anh mà anh còn chê áo phông cốt tông trẻ trâu ấy nhá thì em gánh cho anh nhá, gánh cho anh một lồi cao ngựa đây luôn. Trước hết nhá là em cho anh ăn 4 con ngựa hoàng kim nhá, những con ngựa hoàng kim màu vàng nhá. Sau đó là em cho anh ăn những con ngựa vằn nhá, con ngựa vằn này, con ngựa vằn rất là nhiều màu sắc. Sau đó nữa nhá, em cho anh ăn những con ngựa mà nó nhuộm lông luôn đây, chẳng hạn như lượm lông xanh rêu, lượm lông màu xanh, một lông màu trắng luôn đấy, đây đây đấy, cả màu xám cũng có luôn. Nếu anh yêu bài thích gánh mẹ nhá, anh hay hát trong karaoke nhá, anh làm ngay cái áo này cho em. Tiếp theo anh làm ngay cái Kansai Yamamoto, rồi tiếp theo là bộ đôi Issey Miyazaki. Anh mà đi chơi nhá, sau anh nhậu nhẹt anh béo nhá thì anh phải thể thao nhá. Anh thể thao thì anh mua ngay cái áo bóng đá cho em, AC Milan năm 2000 này, Real Madrid năm 1998 này, Parma năm 2000 này, Real Madrid bản kỷ niệm 100 năm 2002. Ủa cái gì em cũng giới thiệu hết rồi thì bây giờ anh muốn cái gì anh? Anh cho em hỏi là có xịp hai em không nhỉ? Mày đùa tao.